Chào bạn có một hội viên đặc biệt gửi email cho mình và nêu ra ba câu hỏi, chủ yếu là liên quan đến ngôn ngữ và tơ duy. Một là lý thuyết của Noam Chomsky về ngữ pháp phổ quát, hai là các tài tử sân hô trong tiếng Việt có rào cản tơ duy không? Ba là large language model của ChatGPT hiện nay có thích hợp với loại tơ duy nào? mình thấy đối với nhiều người ba câu hỏi này không có liên quan hiện nhiên cũng không nhất định có liên quan vì muốn trả lời ba câu hỏi này trong một video có nội dung nhất quán mình phải đặc biệt đưa ra một mệnh lệnh để bao gồm chúng đồng thời bàn luận về một chủ đề mà có thể thu hút nhiều người quan tâm hơn có lẽ nội dung tiếp theo không thể thỏa mãn hủy viên đó à, như vậy xin thông cảm dù sao nội dung của video hôm nay vẫn là về ngôn ngữ và tư duy ở à, tiếp theo mình muốn mời các bạn cùng với mình suy nghĩ hai vấn đề một là ngôn ngữ là chất liệu cho tơ duy của phát triển văn hóa của một dân tộc chắc cũng bao gồm của phát triển ngôn ngữ của dân tộc thế cụ thể có nghĩa là gì và nếu áp dụng trong tiếng việt thì sẽ ra sao hay là kỹ thuật của ai đã càng ngày càng tiền lệ nếu trong tương lai ai sẽ thay thế dân loại trong nhiều công việc thế nên làm thế nào để chứng minh mình là một người yêu việt hơn ai vấn đề đầu tiên là của phát triển ngôn ngữ của dân tộc cụ thể là gì à, chúng ta biết rằng Ngôn ngữ là công cụ từ dân loại phát minh ra để giao lưu khái niệm. Thế tại sao dân loại có thể phát minh ra ngôn ngữ? Ở đây chúng ta phải nhắc tới lý thuyết của Noam Chomsky. Sở dĩ Chomsky được người ta công nhận là nhà nghiên cứu ngôn ngữ vĩ đại, là vì trước khi ông ấy, người ta thấy ngôn ngữ là quy ước được hình thành trong xã hội dân loại và ngữ pháp của các ngôn ngữ cũng không giống nhau lắm. Nói chung, ngôn ngữ là cái dân tàu thôi. Nhưng mà Chomsky thì không thấy vậy. Ông ấy thấy rằng ngữ pháp của ngôn ngữ là người tài trong trí não của nhân loại. Ở đây là chỉ logic của ngữ pháp, không phải là hình thức của ngữ pháp. Khi người ta giải tớ trẻ nắm ba ngôn ngữ, thật ra nói truyền hơn là giải tớ trẻ phát ra âm thanh và kết tạo câu nói. Nhưng ngữ pháp hay logic của ngôn ngữ là không cần giải, tại vì đó là người tài trong trí não của tớ trẻ rồi. Giống như mẹ rái cá, chỉ là dạy công rái cá, chảo nước, không cần dạy nổi nợ tại vì kỹ năng nổi nữa là nổi tại trong trí não của rái cá. Có ba hiện tượng có thể chứng minh rằng ngữ pháp là nổi tại trong trí não của đứa trẻ. Một quá trình biết nói chuyện của mỗi đứa trẻ đều là giống nhau. Đầu tiên là nói lầm bầm, sau đó nói ra một chữ, hai chữ, ba chữ, cuối cùng tạo câu nói. Thứ hai, trước khi đứa trẻ biết tạo câu nói, họ đã có thể nghe hiểu câu nói của người lớn rồi. Thứ ba, người lớn không cần đặc biệt giải thích quy tắc ngữ pháp cho đứa trẻ, tớ trẻ cũng sẽ tự nhiên tạo câu nói phù hợp với ngữ pháp Ví dụ khi chúng ta học cấp 1 chúng ta mới học quy tắc ngữ pháp chúng ta phải học có tôn tờ, tính tờ, tài tờ, trang tờ phải học có câu chuẩn thuật hay câu hỏi đối với một tớ trẻ bốn tuổi khi hỏi nó Cũng biết danh tờ và tính tờ là gì không? Nó tất nhiên không biết tại vì chưa học Nhưng trong tổ ốc của nó ta có thể phân biệt khái niệm danh tờ và tính tờ rồi Ví dụ chỉ một cái kế báo cho nó rằng cái này là cái kế cũng rất kế mà dù nó không biết cô nói ở trên là sai quy tắc ngữ pháp à, nhưng nó cũng sẽ tự động nghĩ rằng Ngày lớn nói cung rất kế, chớ kế có thể là một từ ngữ hình dung công nghệ Thế cung có điều gì là giống như kế Chúng ta không cần đặc biệt giải tớ trẻ rằng Trong ngôn ngữ có sự phân biệt về danh tờ và tính tờ Tớ trẻ sinh ra cũng sẽ biết có sự phân biệt này đó là vì sao đứa trẻ có thể dần dần nghe hiểu người lớn nói chuyện Tại vì nó sẽ tự nhiên phân biệt từ ngữ nào là chỉ sự việc Từ ngữ nào là chỉ hành động Hay nhân vật hay hình dung sự việc Hay từ ra câu hỏi thậm chí cảm thán Những khái niệm ngữ pháp là nội tại trong trí não Dù đứa trẻ không biết những khái niệm là biểu đạt bằng từ ngữ nào Quy tắc ngữ pháp của các ngôn ngữ chắc chắn rất khác biệt Nhưng mỗi ngôn ngữ đều sẽ bao gồm yếu tố ngữ pháp giống nhau Ví dụ tiếng Anh có past tense, present tense và future tense dù cả tiếng Việt và tiếng Trung đều không có ngữ pháp như vậy, nhưng cũng có từ ngữ để biểu đạt thời gian trong ngữ pháp. Ví dụ có nói đã làm, đang làm và sẽ làm. Có thể nói rằng hình thức ngữ pháp của mỗi ngôn ngữ đều có khác biệt. Nhưng mỗi ngôn ngữ đều có ngữ pháp, đều có bao gồm yếu tố ngữ pháp giống nhau. Ngữ pháp là nội tại trong trí nào nhân loại. Đó là vì sao Chomsky nói ngữ pháp là phổ quạng. Vì vậy, nếu lấy sự khác biệt ngữ pháp để so sánh trình độ phát triển của các ngôn ngữ thì đó là vô nghĩa. Ví dụ không thể nói ngữ pháp của tiếng Anh là phức tạp hơn, cho nên ngôn ngữ của tiếng Anh là phát triển hơn, không thể nói vậy. Chỉ có thể nói rằng hình thức ngữ pháp của tiếng Anh là phức tạp hơn thôi, đó không thể giải thích tiếng Anh là phát triển hơn hay không. Chúng ta phải chuyển sang mặt khác.